Vâng, và mình xin mời các bác hãy đeo tai nghe và thưởng thức chất âm đối với combo ổ dàn có thể nói là cực chất, mời em nó khuyến mãi sale trong clip này cũng như là ưu đãi với tất cả sản phẩm loa, thì các bác xem hết clip cho em Hiếu Minh em nhé. Thì đầu clip này em đang giới thiệu cho anh em một combo quốc dân mà cực kỳ VIP cho các bác chơi. Ngoài ra thì sẽ giới thiệu cũng quảng bá cho các bác với tất cả model loa trong clip, cuối clip các bác xem hết dần nhá. Em sẽ chạy công chiếu clip này. Thì đây các bác thấy này, combo rất là mạnh nhá, đánh phát bát 30 với nhá. Thì đôi loa này đang bán thị trường là 11 triệu đồng thì em giảm giá 9 triệu đồng. Giá với bộ dàn này ở các bác ở gần em hỗ trợ bao ship nhá. Ở xa quá thì hỗ trợ em một chút. Đôi loa giảm giá kịch sàn, đời rất là cao, đôi loa AB Time LM12S từ 19 coi 76 đời 2017 cực kỳ cao, bát 30 đẩy AB Time. Là bộ com lê luôn các bạn, đây là bộ com lê luôn các nhá. Com lê luôn. Đẩy AB Time với công suất 700W kênh nó tốt, một cặp 30 và cặp 25. 2.9 và con vang PSK9 2.3 và một mic micro PSG300 2.2, tổng bộ là 16.400.000 đồng. Và mời các bạn cùng nghe, đeo tai nghe để thử chất âm. Thì ở đây thì em quay bằng điện thoại thôi, các nhìn tay của em này, nó không có vấn đề là chỉnh chọt gì cả. Đấy, rất chân thật luôn nhá, người thật việc thật quay cho bác luôn. Thì lại em cũng quay clip tại miền Bắc, và chương trình Hiếu Minh sẽ áp dụng là khuyến mãi 2 ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Thì đây là bộ combo em quay đầu video để bác trải nghiệm luôn, một bộ combo nhà thanh lý và cũng là thanh lý những toàn hàng zin xịn và bảo hành 1 năm cho anh em chơi. Và cũng chương trình ưu đãi với tất cả mẫu loa, em sẽ review chia clip hơi dài thì các bác cùng xem trong clip, và em Hùng sẽ thể hiện cho anh bạn các nhạc này, đeo tai nghe nhá. Đánh đôi này phòng 30m không phải súp các nhá, 230m tiếng mic nhẹ nhàng hay bay bổng, không phải súp siêu cả, tiếng rất là hay vì dòng máy bát nó bát lớn mà, bát từ lớn lắm, bát từ 19 coi 76, bát sâu tép tơi sáng thì tép rất là hay. Tình dĩ phân tán cho đi vào ngôi lòng, kỷ niệm cũng chỉ là con sóng vờ. Nghe đôi mi cổng rất hay luôn. Nghe trong trời mình, cứ tiếc nơi ở đây. Yêu chi cho một hồn mình thêm vấn lạc trong giấc mưa xa xăm. Một mùa đời hãy nhớ đến nhau cho dù quê khó. Mong một đêm bớt mưa dịu nhau nói đi về quê. Em thử em mời mình mời các bác cùng đeo tai nghe thử nghe đoạn nhạc thì mình thu vào xem là các cảm nhận thực sự luôn là cái tiếng lời ấy, nó rất là dày, bát nó chắc và tép nó sáng. Đó, những dòng gì mà dòng loa đến như thiệu Pháp, nói thiệu Pháp nhưng bát chép nhá, là nhập khẩu nhá, bát chép sản xuất tại Pháp và lắp ráp tại China, AB Thang. Rồi cùng cho anh đoạn nhạc lên nào. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, lời rất sạch luôn, nhớ mắt môi thế tha một chiều gió nhẹ bay. Nhớ chăng người ấy tìm đâu, anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào? Biết chăng em buồn? Từng chiều lang thang trên phố dài, qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình
sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tim đau, mỗi hôm đã xa, đã trao hôm nào. Xin mến chào đến bác nhá. Thì đầu video thì em cũng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em yêu thanh trên mọi miền tổ quốc là luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì báo cáo biết thì trong clip này là một clip thì hôm nay em quay là thứ sáu, gần cuối tuần rồi. Mai thứ bảy chủ nhật thì em có ra một cái chương trình đó là tri ân đến toàn thể khách hàng với tất cả các model loa tại đơn vị Hiếu Đô. Thì trong clip này thì em Hiếu Minh sẽ quay nó sẽ hồi đa dạng các mã loa để cho bác cùng biết và trải nghiệm, cũng như là em đang lên một cấu hình combo. Một combo này, combo cực VIP nó hùng hơi lấy cái bảng giá đấy. Thì em đang quay đây là em đang phân tích, thì ở đầu video em ghép một cái đoạn nhạc em test trước ấy, ghép cho bác nghe trước về cảm nhận về chất âm bộ dàn này. Thì với cấu hình combo này thì nó là cực kỳ mạnh cho những bác nào chơi ở không gian từ 20, 25, 30 và 35 mét vuông nhá. Tại sao chơi được rộng vậy? Thì báo cáo biết thì với cấu hình combo mà em vừa làm và đang ghép cấu hình đây các bác, thì các bác chơi là đang đánh một cặp loa bắt 30 dòng loa đến thương hiệu Pháp AB Tam. Và những cặp loa này thì nếu biết gì trên trường anh em đang bán khoảng 11 triệu đến 1 triệu rưỡi một đôi, và bản thân hiện tại bây giờ cũng phải bán khoảng gần 11 triệu một đôi. Thì nhưng hôm nay thì cũng rất may mắn, thời điểm vừa rồi là một thời điểm như thế thì là mùa hè dụng của các bác, với các lô hàng về bán tương đối. Và cái thứ hai nữa là mừng kênh em đạt nút bạc, thứ ba mừng sinh nhật kênh, nên em có ra chương trình là như mấy ngày vừa rồi em ra liên tục các combo tri ân cho các bác, giá rất hợp lý nha bác nhá. Giá bao tốt nhất thị trường Việt Nam, nói thẳng không có ai chỗ bán bằng giá này của em đâu, khẳng định 100% luôn. Loa AB Tam LM12S, các lưu ý nhá, hôm nay em giới thiệu bác là phiên bản đời cao nhất của loa AB Tam. Con này driver nó là bích từ trắng từ 19 co 76 nhá, bát chép nhập khẩu đấy. Loa AB Tam LM12 S, bản S bác nhá, bát 30, giá em đang khuyến mãi giá 9 triệu đồng. Và con đẩy Beta AB Tam HL6 với công suất cho ra là 700W một kênh, chạy 28 LG. Thì con này thì đánh được tốt, một cặp này thêm một cặp 25 nữa bác nhá, rất là khỏe luôn. Và bên trên là con vang mới nhá, như có ở đây bộ cấu hình này sẽ là có loa và đẩy là hàng bãi, vang và micro là hàng mới. Thì hàng mới thì con vang thì cũng đang bán là 3 triệu đồng, thì em giảm giá 2 triệu 3,
Còn micro đang bán là 3.2 triệu thì giảm giá còn 2.2 triệu, với tổng bộ combo này với 16.4 triệu thôi các bạn. Thì báo cáo với, thì với 16.4 triệu này hay ngang với những cái bộ mà các bác mua đầu tư khoảng trên 30 triệu, bờ bác mua những bộ mới như của DB hay PS vậy. Nói thật sự với tầm 30 triệu không ăn được bộ này đâu, em khẳng định luôn. Mà em đang đánh giá công tâm nhá, với tất cả các hãng game em đều đang bán bình thường, chứ phải mình không bán mình nói thế không hay. Đang bán những bộ đó so với bộ này rất là hay, tuyệt vời. Ở đây thì mình đang khuyến mãi cho các bác đây. Cao giá này thì với 16.400 này mình là hỗ trợ là bao ship cho anh em ở gần, đúng không nhá? Ở xa để hỗ trợ em thêm 200-300. Còn ở gần mà gửi xe hay bán kính gần mà gửi điện ở gần là em hỗ trợ bao ship được. Còn các bác ở xa quá thì hỗ trợ em tầm thêm 200-300 tiền đỡ tiền cước, đúng không nhá? Vì đóng cái thủy điện thì bọc xốp nữa, mà giá thanh lý này là giá này em thanh lý mà em tặng cả dây rắc rồi các bác rồi đấy nhá. Thì đối sản phẩm vang và micro bảo hành 2 năm, còn đối đẩy với cả loa em thì mình bảo hành 1 năm các bác nhá. Loa bê tham công suất con này thì công suất rất là lớn, công suất nó lên tới 400W các bạn. Cái đôi phiên bản thông thường của nó chỉ chạy vào khoảng 350W thôi, thì con này tới 400W các bạn nhớ nhá, 400W ạ. Đấy, Abitam LM12S thì nó chất ở cái điểm gì? Đối với con đẩy con vang micro này em quay cũng khá nhiều rồi, thì đây em quay vào con đẩy ạ. Con đẩy nó sử dụng là 28 sò nhá, 24 28 sò, hàng bao zin xịn, về bác mở lắp ra xem thoải mái luôn nhá. Thì bác ở đây bác để ý này, con đẩy này ấy, bác nhìn là thông số rất là cao này, nó 4 tụ thôi nhưng sử dụng tụ nó 120V và 6800 microfarad. Nghĩa là các bác để những con đẩy thông thường mà tầm 8 hay 10 tụ ấy, thì nó chỉ vào 50V hay 60V thôi, con này 120V nha, gấp đôi hay gấp 2,5 lần so với những con đẩy thông thường. Đấy. Nguồn đồng to chà bá, đẩy sạch đẹp. Bên này sạch đẹp, phẳng bằng táp nha bác nhá, cái tụ này phẳng luôn nhá. Đấy, rất là gần luôn. Abitam HL6 HL series. Thì con đẩy đến từ thương hiệu Pháp, linh kiện nó dùng rất là xịn. Với giá có 2.900.000 đồng, em hỏi các bác có đẩy này trên thị trường đang bán bao nhiêu ạ? Các bác gõ luôn con đẩy này trên thị trường đang bán các bác ít nhất ngoài 4 triệu. Các bác cứ tìm hiểu thoải mái luôn. Đấy. Chứ không phải em phát biểu là ngông cuồng không nhá. Đấy, ở đây này Hiếu Minh là bán hàng rẻ là bán giá rẻ, rõ ràng quan điểm. Và nó thực tế các bác có thể tìm hiểu nó biết. Đấy. Còn tất nhiên là 100 người bán và vạn người bán, 100 người mua thì ở đây nó bác dễ dàng là không phải ai biết đến kênh em, nhưng em quay clip đây khuyến mãi này, những bác nào có thể chưa mua hay những bác nào đang mua. Và cái combo này nhá, combo này em hỗ trợ cả nâng cấp cho anh em nhá. Cái combo này này, các bác nào đang chơi combo đời thấp có nhu cầu nâng cấp lên một bộ combo chất này, em hỗ trợ anh em cả nâng đời nhá. Nhà giá em xả này nâng đời cho anh em luôn, ok chưa? Đấy, thì quay vào đây con đẩy em quay rồi, đến quay đến đô la Abitam LMS12 đây, em quay vào cấu hình ruột của nó. Các bạn thấy là gì được gì ạ? Lấy anh thước ơi, quay xuống từ 19 nhá. Bích từ trắng ánh hơi và ánh màu một tí. Nó hơi một tí thôi nhá. Sáng loáng. Đây. Gọi là 19 rưỡi gọi từ gần 200. Các bạn từ gần 200 nhá, từ 19 rưỡi. Từ gần 200, bác nhìn quả bát uy tín chưa? Cái quả bát này của Fan Funky bác nhá. Nghĩa bát chép nhập khẩu, nó ra ở China. Funky đấy. Cái bát này nó chỉ ứng dụng trên những dòng loa cực kỳ đắt tiền, những dòng loa như dòng loa của loa của gì Variety mới có sử dụng cái bát này nhá. Và đời con này đời rất gần, đợt anh cái bát lên nó nô này đẹp lắm các bạn, đời gần này, bác nhìn này, sản xuất tháng 9/2017, nghĩa là nó cuối tháng năm 2017 thì nhà sản xuất ra có thể được bán được ngay, mà đến tay khách hàng có thể là đời 2019 bác con mới dùng được cơ. Nhưng mà nó phải sau 1 năm đúng không ạ? Đây, những lúc còn sản xuất ra đó là tháng 2007, đời rất là gần. Tại sao em lại có điểm nhấn và em muốn nói đến cái này? Thì báo cáo biết thì các mua lua loa, nhất là lua loa bãi, thì các mua đời nó càng gần thì cái đáp tuyến loa nó càng đẹp. Và cái thứ hai nữa, cái chất lượng ấy, là những phân bản đời cao thì nó mới gần các nhá. Phân bản đời thấp thì nó xa. Thế chỉ đơn giản thôi đúng không ạ? Những phiên bản đời cao thì sẽ đời rất gần. Và như bản thân những đời 2017 là đời rất là cao rồi. Bản thân em bán, bác nghĩ bên em bán đủ các loại loa bãi trên đời này, đủ các loại loa bãi, các hãng thương hiệu trên đời này. Hiện tại em đang nhập về những bản đời gần nhất nó cũng chỉ đến 18 là cùng thôi. Nên 17, 18 là đời cao lắm rồi các bạn, đời siêu cao rồi. Người ta chỉ mới chỉ dùng được 5 đến 2 năm thôi đã
đã có thanh lý phòng nhất thì nhiều làm ăn nó khó khăn, nhiều phòng hát họ không làm ăn được thì họ thanh lý ra ngoài ấy. Đây bác em zoom lên này, hàng Zindex này, nguyên keo này, đổ keo hàn xong nó đổ cả keo nhá bác nhá, không lẫn lộn được vào đâu bác nhá, đổ cả keo này thấy chưa, bịt này thấy chưa, màng của nó sụp màng bóng bác nhá, dưỡng này, màng bóng dưỡng này, em zoom lại nhá, đời gần nhá bác, chơi đôi này chất này. Các mua đô la này các bác cứ tham khảo xem, bác tham khảo xem giá toàn 11 triệu 11 triệu rưỡi, trước đây anh em bán 12 triệu 13 triệu rưỡi 13 triệu thì nay mình bán giảm giá cho anh em, chưa bao giờ cái mức giá này, mở cái lô này em không còn nhiều đâu, em còn khoảng 6-7 đôi thôi. Hôm qua bán 2 đôi cái còn lại nó từ bán 9 triệu rưỡi đôi, hôm qua mở em bán clip thanh lý nó từ 200, nó cao hơn 1.5 phân 0.5 phân. Em bán 9 triệu rưỡi thì cũng hết hàng luôn rồi, hôm nay lại lên cho bác siêu phẩm và ghép thành bộ dàn luôn. Anh em mua loa rồi em bán giá này cũng hỗ trợ bác ship ở gần nhá, ok chưa, tuyệt vời chưa các bác, ok chưa, cái nút tuần dầu 3 lớp nhá, lật lên bát nó mới lắm, lô này về nó đẹp lắm các bạn, đấy. Funky Custom đấy, Funky 12 MB chở 8 ohm đẹp lắm, quan trọng lô này về nó đẹp, nó tháo nguyên em về lô này nó chính là về cùng cả đẩy này luôn các bạn này, về cùng chính là đẩy này luôn. À quên, cái lô này về cùng cái đẩy đẩy AB Tham vàng vàng hôm trước. Nghĩa em về nó nhập theo nguyên lô, nghĩa là nguyên cả còi cả đẩy cả loa luôn, nguyên combo luôn đấy các bạn. Phần chép nó đây ạ. À. Chép cũng của Frankie bác nhá, Frankie. Đấy. Chép nó sử dụng của mã chép là CD442-8 bác nhá. Chép nó thiết kế như cái chép của bên C, tiếng chép nó tơi sáng lắm các bạn. Và phân tần cũng rất là gấu nhá. Các nhìn phân tần nó sự bông là bông bông trứng này, mút này. Bông trứng mút nhau nhá. Dùng tụ tụ 100% tụ C cap này. Tụ HD cap này, HD cap. Tụ kỳ cao cấp luôn bác nhá. Có phân tần đen. Cực kỳ uy tín luôn. Và có chống sốc của bát này. Rồi. Cho anh quay anh rồi. Thiết kế nhất cái thùng lên, thiết kế dòng này thùng cân nhá. Cái dòng này bác dùng yên tâm này, là không lo chuột bọ vì đằng sau nó có lưới chắn rồi này bác này, hiểu không ạ? Lưới chắn nữa, không lo chuột bọ đâu các bác nhá. Không lo chuột bọ chui vào đâu, giá cũng chả chui nổi vào. Nên là tại sao bảo lô loa nó về đẹp lắm, nó chắn hết rồi, ở ngoài lưới này rồi, trong này thì có lưới nhỏ mắt nhỏ li ti này, nó chắn hết rồi nên là nó không bị lo chuột bọ hay dán chủng chui vào. Đấy. Thiết kế lại thùng cân nữa chứ, tiếng ra bát sâu các nhá. Bát sâu. Và ở đây bác nhìn thấy hộc của nó này, hộc căng này. Hộc căng đây ạ. Đều bắt ốc bằng gen, nó chỉ những cái dòng bắt ốc gen như kiểu này nó chỉ tích hợp trên dòng nó đắt tiền thôi ạ. Và với giá 9 triệu đồng này nhá, em thật sự rất hay hơn rất nhiều các dòng loa khác thị trường. Hiện tại bên em đang bán rất nhiều mẫu loa nhưng thật sự hay hơn rất nhiều dòng loa thị trường. Hộc thì nó sử dụng 2 hộc các nhá, 2 hộc cắm loa có chân đế đấy. Các bác gõ đôi này thị trường đang bán 35 hay 37 triệu đôi này. Bác gõ trên website ấy. Hiếu Minh hôm nay sale cho anh em mức giá rất là tốt, 9 triệu đồng một đôi. Anh em có nhu cầu những tay từ 19,5 từ 19-19,5 coi 76 cực kỳ ngầu. Và tiện đây thì em mới quay luôn một đôi loa bát 25 sử dụng bát chép Seato. Bát chép Seato đó nhá. Đôi này còn là phiên bản nó LMS10. Thì hôm trước em quay đôi này hết hàng rồi, đây là cái đôi này em quay lại tại vì sao? Vì thông báo anh em là hôm qua này em đổi cho bác khách này, hôm trước bác lấy đôi 25 này nhưng về không gian bác nó rộng ý, bác ra bác đổi nhà em đôi này, cái đổi đến đôi 30 này, bác về được có 2 hôm. Thì hôm trước bác rất nhiều bác hỏi em đôi này. Thì em mới bảo hết hàng rồi, thì hôm nay em có một đôi em thâu anh em đổi cho bác chủ kia thì em quay lại thôi. LMS 10 công suất là 200W đấy, công suất của bác 25 là 250W ở RMS đúng nhá. AB Tham. LMS 10 đôi này đang trên trường anh em đang bán là 7.5-8 triệu đôi. Các bác gõ luôn cho em trên YouTube nhá. Bác chép xe tổ lượt cái bán lên. Thì hôm nay em bán lốt này, hôm trước em bán 5 triệu 6 thì hôm nay em bán cho bác 5 triệu rưỡi này, bớt cho anh em thêm 100 nhá. Thằng bao zin bao xịn bao đẹp nhá. Logo này bác nhìn, logo đẹp luôn này, 5 triệu rưỡi nhá. Cái đôi này thì khỏi test đi vì em quay test mấy clip rồi. Đôi này hàng này em hết hàng rồi. Hết hàng rồi, hôm trước em bán cả thanh lý lốt đấy, hết hàng rồi. Và đây là đổi khách hàng thôi nha, bác chủ về dùng 2 3 hôm. Bác ra đòi lưng phòng rộng đổi sang bát 30 thôi. Em quay lại cho anh em bán lốt, anh em giảm thêm 100 ngàn. Còn 5 triệu rưỡi anh em nhé, giá sập sàn cho anh em luôn, ok chưa? Giá này là giá chưa bao cước đâu nhá, giá đôi 30 này em hỗ trợ cước một chút này,
còn giá 25 này không bao cước đâu, giá này giá rẻ hơn cả đơn vị khác mấy triệu rồi, vài triệu rồi, có đi thường đoán đôi loa bát 25 bao tiền đâu mà bán rẻ vài triệu rồi. Thì bác mua thì bác biết dùng bát chép nhé, bát chép xeo tổ, dùng bát chép xeo tổ 100% bát chép xeo tổ. Và quay vào clip ngày hôm nay thì báo cáo biết thì bộ dàn em đã hướng dẫn như sau để gọi mặt cho anh ấy. Thì em giới thiệu sơ qua cho bác các model loa tại đơn vị Hodo, và Hiếu Minh sẽ áp dụng giảm giá trong chương trình 2 ngày. Giảm giá cực sốc tính nhà, cứ bình quân nha, hai cái đôi này, hai mã này này là em đã giảm giá rồi, không giảm thêm nhá. Còn với tất cả các mã loa tại đơn vị Hodo em sẽ giảm giá ít nhất cái mã loại em rẻ nhất như kiến mã này. B321021 này. Em đang bán 5 triệu rưỡi, em giảm thêm anh em 500 còn 5 triệu này. Mà hàng đẹp nhá, bao zin bao xịn bao đẹp này. Nghĩa giảm ít nhất từ 500 đến 1 triệu rưỡi một đôi. Với tất cả các mã loa cho anh em. Những dòng loa bắt 25 thì giảm giá tối thiểu là 500 đến 1 triệu. Từ nên quanh từ 500 đến 1 triệu một đôi nhá. 500 đến 1 triệu một đôi. Tùy theo mã, có mã nào bán rẻ rồi. Bản thân là cái đôi này em bán rẻ thôi, thị trường em bán rẻ rồi nhưng em giảm thêm cho 500. Còn những đôi nào đã rẻ rồi nhưng có những đôi em bán giảm thêm 1 triệu. Như đôi này có thể giảm được 1 triệu này. Đôi DMX cái sử dụng từ nó từ 19 cơ. Bát 25 từ 19 này. DMX D2 này. Nghĩa là tối thiểu từ 500 đến 1 triệu, bát 30 thì chắc chắn là 1 triệu một đôi rồi. 1 triệu 1 triệu rưỡi một đôi. Như con DMX DMX ES 12 cộng này thì em đang bán là 10 triệu rưỡi, thị trường đang bán 10 triệu rưỡi 1 triệu. Thì hôm nay em giảm giá 9 triệu đồng một đôi nhé. Ok chưa các bác nhá? Nhà bát 30 mặc định là giảm giá 1 triệu một đôi rồi, ít nhất 1 triệu một đôi nhá. Ít nhất 1 triệu một đôi. Đây đôi này giảm 10 triệu rưỡi giảm còn 9 triệu này. Bailali này. Đấy. Loa Sauret bọ cạp này. 10 triệu rưỡi con này từ 200 này. Thì giảm 1 triệu rưỡi còn 9 triệu đôi này. Sauret bọ cạp. Nghĩa là ít nhất giảm 1 triệu rưỡi một đôi nhá. À quên, 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một đôi. Như đôi này thì có thể giảm tối đa 1 triệu, tối đa 1 triệu thôi nhá. Tối đa 1 triệu 10 triệu rưỡi giá tại cửa hàng. Audio Power con này sụp bát chép RZM nó tép neo. Đấy. Nhà chương trình này áp dụng cho bác là cực kỳ hời cho anh em. Và các bác lưu ý nhá. Với tất cả các model loa tại đơn vị Hodo, Hiếu Minh Hodo. Tất cả model tại đơn vị Hodo đều được giảm giá, đối hàng mới thì giảm giá lên quanh từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một đôi, đối hàng mới nhá. Hàng mới ạ. Còn đối với hàng bãi thì đấy giảm đấy, tùy. Có những model hàng cao cấp thì em có thể giảm được 2 triệu nó cũng có. Còn đâu lanh quanh cứ được 1 triệu vì nhà em bán giá rất là tốt rồi. Thì bây giờ em xếp cả đống đây thì bác biết thì nhà em rất nhiều model loa. Thì có cả những cái Audio Center hôm nay chuyển ra thêm này. Eric này, JBL này, Audio Center này. Audio Center BFF 12 cộng nhá. Audio Center BFF 12 cộng thì em còn 3 đôi thì phải. Hôm nay chuyển ra thêm đây. Hôm nay Audio Center BFF xếp đâu nhỉ Hùng nhỉ? Em để bên trong đấy à. Đấy, có 3 đôi Audio Center 12 cộng mới về em chưa quay luôn. Loa PV CK72 này, C xoay rồi. Giá giảm giá này anh em ơi, nghĩ này, xoay cho anh, xoay hậu. Bản CK12C này nhá, giảm giá cho anh em này. Bát neo tép neo ạ. Anh em trên trường đang bán 16 triệu rưỡi, 17 triệu con này thì cái bản này em đã quay rồi. 14 triệu tại cửa hàng, các bác nhá, 14 triệu tại cửa hàng. CK72C giá sập sàn cho anh em. Nghĩa là em bán giảm ít nhất là 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy theo loa cho bác. Thì bên em đang có những sẵn mẫu loa đây thì báo cáo bác từ DMX nhá. DMX tem neo này. Tem neo thì giảm giá 5 triệu rưỡi. Giảm giá 5 triệu này. Cái này thì giảm giá thêm 500 thôi. Giá kịch sàn rồi. Đấy. Rồi dòng JB. JB 4012, JB 6012, JB 2012, 2010. Đấy. Đều có sẵn hàng cho bác. Và cái chương trình giảm giá này hỗ trợ cho cả bác là nâng cấp nhá. Nghĩa là em bán giá tốt này, các bác là nâng cấp cũng được giảm giá. Bình thường các bác mua đôi loa, các bác dùng chán chê nhà em giảm giá thì em trừ hao tầm hơn 1 triệu. Còn đôi loa tiền thì trừ hao khoảng đôi triệu. Thì hôm nay cái chương trình giảm giá này gần như là đổi không công cho các bác, gần như đổi không công luôn các bác. Vì em giảm giá sâu thế rồi thì gần như đổi không công. Đôi HZ này này, HZ này bình thường em bán là bình thường trường đang bán là 9,5 triệu 10 triệu. Thì hôm nay em giảm giá thêm cho anh em này 500 ngàn đồng so với giá rẻ nhà em này, là 7 triệu rưỡi đôi này HZ nhé, 7 triệu rưỡi đôi này. Đấy. HZ này, DMX này, B3 cũng có nhá, B3 có hàng mới đập hộp. Đấy. Đây Audio Center đây. Audio Center này. JBL như CK32, ZAT 12,
rồi là CK32 này, ZAT12 này, đều có hàng cho các bác. Rồi nó cũng dòng JBL như JRX515 này. Đấy. JBL như là 515 này, rồi là 835 này. 835 nhá. Rồi là 512M. Đây là 5 À đây là 525, 525 nhầm xin lỗi, 525 này. 512M, 512M để xếp đâu nhỉ? 512M 612. Nhà bên em đang bán rất nhiều mã mã JB cho anh em chơi. Đây 512 này. 512M. Ưu đãi giá tốt cho bác nhá. Trông này thôi, cửa hàng em đang bày nó cũng ở suýt soát, nó khoảng độ gần trăm đôi loa. Gần trăm đôi. Đôi loa bãi nhá, vì xếp được hai đôi chật hàng. Bên trong phòng trong kia toàn hàng mới thì có biết rồi. Đây là suýt trăm đôi rồi, chưa kể kho nhà em biết thì bao cho nhà em biết bao nhiêu đôi loa phục vụ anh em tới bến luôn. Đấy, ưu đãi mức giá tốt cho các bác nào chơi. Và đối với các sản phẩm đẩy bên em thì những model đẩy mới hay những model giảm súp, súp thì giảm giá cho anh em thêm 500 một quả nhá. Những quả Arena này thì còn 5 triệu quả này. Đấy, quả này súng bát bát của nó bát Emilion, cái quả này hình như em còn 1 hay 2 quả được bán lốt, giá tốt cho anh em. Đấy, rồi là những con đẩy mới thì giảm giá quanh quanh từ 500 ngàn đồng một con. Con súp mở anh ơi, cửa kìa. Để quay con coi. Trong này thì xếp toàn hàng mới 100%. Đẩy bên em thì bạt ngàn rồi. Đẩy là gần như full mã các mã trên thị trường. Các dòng đẩy. Đẩy thì có những mã em bớt được cả 1 triệu một con đó nhá. Triệu hơn triệu con tùy con, tùy model. Đấy. Đây sản phẩm loa mới, kho mới GS12. Có cả GS10. Đấy. Vang micro lâm tiếng mic, các dòng mic thị trường, dòng mic của Gutin, dòng mic của DB, dòng mic của CAF em đều có sẵn hàng. Dòng mic của JD cũng vậy, luôn sẵn hàng cho bác. Dòng mic của Gutin có sẵn hàng cho anh em chơi. Nói chung các bác xem kênh bác rõ lên website bên em là bác giới, chứ bây giờ em ngồi em đọc nhiều mã quá không giới thiệu hết được các bạn. Đấy thì quay tổng quan qua cũng nhờ cái chương trình ưu đãi cho bác 2 ngày cuối tuần giảm giá combo, rồi là giảm giá thiết bị, hỗ trợ cho bác là lưng đời đổi các với tất cả sản phẩm âm thanh giá tốt đổi các cho bác chơi. Với sản phẩm 30 là giảm giá tối thiểu là 1 triệu đồng một đôi, các lưu nhá. Với sản phẩm 25 thì giảm giá lanh quanh từ 500 1 triệu một đôi, vì 25 lại mỏng lắm, bản thân em bán rẻ rồi. Sau đơn vị khác em đã rẻ rồi, bơi giảm thêm 500 1 triệu nó nhiều rồi các bác nhá. Còn đôi thì em đi đây mấy em giảm được 1 triệu này, còn đôi giảm được 500. Đấy, B3 thì giảm giá 500 này. Đấy. Tổng quan thì mình quay clip sơ lược trong buổi chiều nay, anh em có nhu cầu bữa chiều tối rồi, tranh thủ không có khách thì em quay cho bác giới thiệu để các bác. Hiện tại em đang quay clip tại ngoài Bắc. Thì vậy thì chương trình này áp dụng cho tận 2 cơ sở bên Hồ Minh, cơ sở 1 364 Quang Trung ở Hà Nội, cơ sở 2 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Hỗ trợ đổi các lưng đời cho anh em. Thế thì thời điểm này là thời điểm vàng. Tại sao nói thời điểm vàng? Em nói cáo bác hôm nay em bán cho bác quay clip là giá ngày hôm nay nhá. Không phải giá lúc nào như lúc nào đâu các bác nhá. Gần Tết bờ tiền tệ bắt đầu tăng này. Tiền tệ vận chuyển bắt đầu tăng vì hàng nó khó về. Là bắt đầu tăng thì bắt đầu vụ như thời điểm gần Tết, vụ như 1-2 tháng nữa tiền giá có thể tăng lên là chuyện bình thường không nhá. Còn giá ngày đợt này em nhập về được êm và áp dụng trong thời điểm này thì em chỉ áp dụng trong thời điểm này thôi, chứ giá nó không thể cố định được vì nó là hàng bãi mà. Nó không cố định được đâu các bác ơi. Thời điểm nào bán thời điểm đó, nên là có những lúc nó tranh nhau 500, có lúc tranh nhau 1 triệu là bình thường. Nhưng bản thân em Hồng Thiếu Minh cố gắng hỗ trợ các bác là bao cái mức giá tốt nhất thị trường, cũng như là bản thân những đôi này em bán ngày hôm nay là 5 triệu là giá rẻ thời điểm này rồi. Vụ Tết có thể 5 triệu rưỡi, nhưng Tết so với đơn vị khác người ta bán 6 triệu rưỡi cơ. Đấy ví dụ thế nha. Em thì rẻ cho thời điểm nha. Vụ đôi AB Tham này em bán 9 triệu thời điểm này. Vụ Tết em về cũng lô này, vụ nó ví dụ thế. Vụ bây giờ hết hàng bán xong rồi hết hàng. Vụ như là Tết về bán 10 triệu là rẻ rồi, nhưng thời điểm này 9 triệu là rẻ sập sàn thị trường rồi. Nhưng thời điểm Tết em về 9 triệu à 10 triệu cũng là rẻ sập sàn thị trường rồi, vì lúc đấy các đơn vị khác bán phải tầm 11 triệu 12 triệu chứ không có giá này. Đúng không ạ? Đấy. Và bản thân bây giờ em bán giá này giá 9 triệu. Các chỗ khác toàn bán 10 triệu rưỡi, 11 triệu. Các bác gõ xem. Bây giờ vẫn anh em vẫn đang bán đôi này này. Đấy, quan trọng cái mức giá tốt cho các bác chơi và trải nghiệm, và cái điều quan trọng bán giá tốt để làm sao các bác mua nhà em một lần rồi và ủng hộ em lần nữa, đó là điều quan trọng nhất. Và cái thứ hai nữa là cái chương trình giá tốt này hỗ trợ cho bác là lương đời để bác trải nghiệm sản phẩm cao cấp chất lượng hơn và ủng hộ đơn vị em. Và xin ái chào tạm bác nhá. Clip ngắn gọn tại đây.